cái gì mà giật bắn cả người anh đấy. Không nói tôi không biết là các anh các chị đang vào phây đúng không? Đây đây đấy vào phây. Yên tâm, tôi việc gì phải tắt đi. Tôi đổi mới tư duy rồi. Không, bây giờ ấy, xin thông báo với mọi người trong phòng mình ấy, là bây giờ phòng mình sẽ phải chuyển một cơ chế học hành kiểu khác, đúng không? Kiểu gì hả sếp? Kiểu gì hả sếp? Áp dụng khoa học kỹ thuật vào công việc. Là sao ạ? À? Vẫn chưa hiểu. Vẫn chưa. Bây giờ thế này, mọi người ấy, tôi sẽ thông báo và rồi họp hành qua Facebook, qua tin nhắn, qua mạng đấy, để cho đỡ mọi người đỡ mất công phải đến phòng tôi họp này rồi tụ họp ở cái phòng họp xong rồi mất thời giờ tốn điện của nhà nước. Đấy, bây giờ nhá, chúng ta sẽ phải họp bằng Facebook. Đấy. Một like cho sao? Một like thôi. Này này, nhìn đi thôi. Nhưng mà tôi cũng thức thời phết đấy. Không phải là không phải là tôi ngày xưa tôi mắng các cô các cậu là vì sao các cô các cậu là cứ tán chuyện vớ va vớ vẩn. Bây giờ này hãy tán vào công việc đi đấy, vào công việc thì có ai mắng đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Nhớ nhá, có cái gì vấn đề gì hỏi sếp này, tôi muốn thông báo gì này cứ vào cái nhóm ấy. Đấy, nhóm là tôi ra một cái thông báo là mọi người họp trực tuyến với tôi. Đúng chưa? Online luôn. Mình phòng mình nhá là phải đứng đầu. Đúng rồi. Phòng marketing ý tưởng là phải đứng đầu. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhớ nhá, mọi người nhớ nhá, nick name tôi rồi gì? Nhắc lại một lần nữa này. Dạ cậu bé có quàng à? Chưa gì, cậu đừng để tôi phạt cậu ra. Chiếc ô tô chứ. Nickname của tôi nhắc lại một lần nữa nhá. Cậu bé có hàm răng thỏ. Nhớ nhá. Em uống nước đi, em lên hạ hỏa. Kinh quá, thôi chui đi. Làm sao, lại có biến gì? Huynh gặp vấn đề gì, Huynh cứ bảo với muội. Muội sẽ đả thông kinh mạch cho Huynh. Việc này, muội không giúp được Huynh đâu. Không, Huynh đừng khách khí, Huynh cứ nói cho muội biết. Không có gì là muội không giúp được cả. Muội có 36 kế trong tay. Trời, không có gì không làm được. Muội suốt ngày chụp ảnh tự sướng rồi đăng lên Facebook giúp được gì? Không, Huynh không biết à? Facebook nha, cực kỳ tiện lợi luôn. Lúc nãy nha, muội vừa đăng ảnh Facebook xong, thế xong mới xếp vào like đây. Thế xong rồi nha, muội còn hỏi sếp là thế khi nào sếp về, tụi em còn chờ ký hợp đồng. Đấy, chẳng có gì là cái muội không làm được cả. Như nào nói đi. Nào. Đất cô hết cả rồi. Anh đâu kìa, cô cậu đây kìa. Đừng, ngồi đây. Hai cậu kìa, vào đây. Và tập trung hết ở đây. Sao thế ạ? Có chuyện gì đấy ạ? Các cô làm tôi ức chế không chịu được. Còn em làm gì đâu? Cô nhá, cô có tổng chất lượng. Tại sao cô lại dám bảo tôi là con tổng hả? Em đâu có dám bảo sếp là con. Này, cái bộ vả một cái chết bây giờ. Đây, cô đọc đi. Nè, cô nhắn trong cái online họp hành đấy. Trời ơi, đây không phải là con. Đây không phải là con ấy, mà là em bảo là sếp có về không còn chờ ký hợp đồng. Ui giời. Sếp đọc kiểu gì? Em nói anh đã thủng, chẳng bao giờ em dám nói sếp thế. Đấy là chứ còn chờ. Vâng ạ. Chứ còn, này, nhưng mà lần sau nhá, nhắn tin phải có gì giống nhá. Con Tộc. Dạ. Cậu nhắc tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại nghỉ việc hả? Nộp đơn xin nghỉ. Tại sao? Tôi làm gì mà cô đòi nghỉ việc hả? Sếp làm tin em mới lại. Sang tuần tôi đi công tác, cậu ở nhà cắt của anh em. Cái gì? Cắt cái gì? Cái ai? Ôi giời, đưa xem nào. Ôi giời, cái này là tôi bảo cậu là cậu ở nhà cắt cử anh em. Chứ có phải cắt cái đấy không? Bị cái gì nhớ vào đầu đấy? Em cứ tưởng... như thế thì ai mà chẳng hiểu là
ngắt. Đọc thì phải luận chứ. Sếp cho em xin lại cái đơn xin nghỉ việc ạ. Từ từ đã. À còn đâu? Công việc tôi giao cho cậu đến giờ này tôi chưa có tiền đô để tôi đi công tác là sao? Thì sếp bảo em là dùng tiền đô mua máy tính mà. Vâng, bọn em tiêu hết rồi. Rồi. Cậu không đi lấy tiền đô mua máy tính rồi tôi lấy đâu ra tiền rồi tôi tiêu. À, thôi chết rồi. Sếp nhắn là làm việc đúng tiến độ. Tiến độ của trời ơi. Đúng tiến độ là dùng tiền đô. Tôi chả hiểu các cô các cậu online kiểu gì, kết hợp khoa học của kỹ thuật và vào công việc thế nào. Thôi bây giờ này, thôi bỏ ngay cái kiểu làm việc online kiểu này đi nhá. Làm việc kiểu như cũ. Bắt đầu chúng ngồi lại cho bạn. Tôi lại đây một lần.